Sữa Anlin là dòng sữa chuyên dành cho người lớn, người già và người cao tuổi để phòng ngừa bệnh loãng xương. Ngày nay, không chỉ những người lớn tuổi mà người thuộc tầm trung niên vẫn có thể sử dụng để giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ mắc bệnh khi về già. Tác dụng của sữa Anlin mà bạn nên biết. Với công thức mà sữa Anlin đã được chứng nhận và phát triển dựa trên 19 cuộc thử nghiệm sức khỏe của xương từ các chuyên gia y tế trong nhiều năm, đảm bảo cung cấp đủ cho người sử dụng hàm lượng canxi và lượng vitamin D để chống lão hóa và ngăn ngừa loãng xương. Sữa Anlin có công thức cải tiến nano canxi với kích thước nhỏ hơn 100 lần canxi thông thường, giúp các dưỡng chất thấm sâu và tạo lớp trong của xương. Nuôi dưỡng xương chắc khỏe từ bên trong, giúp cho cơ thể của người cao tuổi dễ hấp thu hơn. Lứa tuổi từ trong 19 đến 50 là lứa tuổi mà xương phải hoạt động với một tần suất lớn. Đây là giai đoạn xương tiếp tục phát triển chậm và hoạt động tối đa đặc tính của nó ở giai đoạn khoảng 25 tuổi, khi mà các tế bào xương đã dần đi vào ổn định. Và đây cũng chính là lứa tuổi cần phải phòng ngừa bệnh loãng xương sau này. Chính vì thế mà ngay từ giai đoạn này, bạn nên bảo vệ xương của mình chắc khỏe. Đừng chủ quan rằng bệnh loãng xương chỉ sau 50 tuổi mới gặp phải, nếu bạn không giữ gìn xương của bạn thì khi chỉ mới 30 tuổi. Loãng xương là một điều khó có thể tránh, đáp ứng nhu cầu đó, sữa Anlin đã có thêm sữa hộp giấy chống loãng xương dành cho người trong độ tuổi từ 19 đến 50 tuổi. Một điều khác nữa là hầu như các loại sữa đều có đặc tính này là hỗ trợ cho giấc ngủ, để có một giấc ngủ ngon. Bạn nên uống một ly sữa tươi trước khi ngủ nửa tiếng. Không chỉ riêng canxi mà magie cũng góp phần tham gia vào việc ổn định các thành phần khoáng xương cần thiết cho sự tái tạo tế bào xương, giúp xương cứng chắc. Vitamin D3 hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi vào xương, đảm bảo lượng canxi được hấp thụ tối đa và không bị thất thoát ra ngoài. Vitamin K1 cũng có tác dụng tương tự vitamin D1, nhờ đó tăng tỷ lệ canxi được hấp thu vào xương, giúp tăng mật độ tế bào xương, làm xương cứng chắc hơn. Nói tóm lại, tác dụng chính của dòng sữa chống loãng xương Anlin mang lại là bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe và hệ xương như canxi, vitamin D3 và NK7, ngăn ngừa được nguy cơ sỏi thận, táo bón, các bệnh xơ vữa động mạch, bôi hóa mô mềm, tăng lượng collagen trong xương, giúp xương dẻo dai, làm chậm quá trình mất xương do sinh lý, tăng cường tuổi thọ ở người già, cải thiện được giấc ngủ của mình, mang đến giấc ngủ ngon và sâu hơn, tăng cường khả năng hấp thu canxi cho cơ thể khỏe mạnh. Cách uống sữa Anlin đúng cách để thu được kết quả phòng bệnh cao. Sữa Anlin là dòng sữa thuộc công ty Fonterra Brand Việt Nam. Uống sữa Anlin đúng cách không chỉ có tác dụng nuôi dưỡng hệ xương chắc khỏe, mà các thành phần có trong sữa còn giúp tái tạo tế bào xương và phòng ngừa bệnh loãng xương hiệu quả. Anlin là một sản phẩm chất béo thấp và như vậy là ít cholesterol, mà là quan trọng đối với những người quan tâm đến các khía cạnh khác của sức khỏe của họ. Khi mua sữa chống loãng xương Anlin về, chắc chắn sẽ có hướng dẫn đi kèm sao cho người tiêu dùng có thể uống sữa Anlin đúng cách. Theo các tiêu chuẩn của các nhà sản xuất như một muỗng sữa pha với 50ml nước ấm ở nhiệt độ khoảng 40 độ C. Pha lượng sữa sao cho vừa đủ uống trong một lần, hộp sữa đã mở nắp sử dụng trong 4 tuần. Nếu bạn mới sử dụng và chưa quen với mùi vị của sữa thì bạn có thể chia nhỏ nhiều lần uống trong một ngày. Mỗi lần chỉ cần khoảng 50-100ml sao cho đủ liều lượng 400ml trên một ngày để bổ sung dinh dưỡng tối ưu khi đã quen dần với mùi vị. Một lần uống bạn có thể uống khoảng 100-200ml tùy nhu cầu của mỗi người mà dùng ít hay nhiều. Trung bình người lớn có thể dùng khoảng 200ml sữa trong một lần. Còn trẻ em thì khoảng 150ml, như vậy tốt nhất là bạn nên chia nhỏ lượng sữa ra làm 2-3 lần uống trong một ngày. Sản phẩm sữa Anlin tốt cho cả nam và nữ. Nên uống 1-2 năm ánh sáng sữa chống loãng xương Anlin trong một ngày ngay khi ở tuổi trung niên để phòng tránh bệnh loãng xương, nhất là đối với phụ nữ. Người có người thân trong gia đình có tiền sử loãng xương, vì sau tuổi 40 khả năng tổng hợp canxi của cơ thể giảm dần khiến xương bị yếu, xốp hơn, dễ bị phá vỡ hơn. Thế nhưng, đồng hồ sinh học của mỗi người lại rất khác nhau. Chúng ta nên uống sữa Anlin vào lúc nào là tốt nhất? Bạn có thể uống sữa Anlin vào mọi thời điểm trong ngày, nhưng tốt nhất nên tráng nhẹ trong dạ dày một lớp tinh bột để giúp hấp thụ tối đa lượng canxi trong sữa mà không bị axit trong dạ dày làm mất đi. Bạn nên dùng một ly sữa bột Anlin hoặc sữa Anlin hộp giấy vào buổi sáng để tăng cường hấp thu canxi, và vào buổi tối trước khi đi ngủ giúp đem lại giấc ngủ sâu hơn. Nếu bạn muốn dùng sữa khi còn ấm, điều này hoàn toàn có thể, miễn là bạn sử dụng nước đun sôi những pha loãng để hạ nhiệt độ xuống vừa phải, vì bạn biết đấy. Nước quá nóng sẽ làm mất đi bớt giá trị dinh dưỡng có trong sữa, bạn nên uống đến đâu thì pha sữa đến đó để không cần bảo quản trong thời gian dài, vì sữa đã pha để lâu không hề tốt cho đường tiêu hóa của bạn đâu.
cho đường vào và khuấy đều sau khi sữa đã tương đối nguội nếu bạn thích uống ngọt để tránh những phản ứng không mong muốn giữa đường và sữa ở nhiệt độ cao. Riêng người mắc bệnh đái tháo đường nên dùng loại sữa Anlin không đường để bổ sung canxi, nếu vì sợ bệnh tiểu đường tăng nặng mà không dùng sữa bổ sung thiên dưỡng chất chắc chắn nguy cơ mắc bệnh sẽ rất cao khi về già. Sữa Anlin Go dành cho người lớn tuổi trên 51 tuổi, sữa Anlin Go được các chuyên gia nghiên cứu để phòng tránh sự thiếu hụt canxi dành cho người lớn tuổi. Ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp, sữa bột Anlin chứa hàm lượng canxi cao, giúp mô xương, sụn rắn chắc hơn, bổ sung canxi giúp hệ thống xương khỏe mạnh. Sữa bột Anlin dành cho người lớn tuổi với hương vani dịu ngọt dễ uống, giàu canxi và ít chất béo, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, gần đây sữa Anlin còn được ra mắt thêm hương sô-cô-la cực kỳ thơm và dễ uống, không gây cảm giác ngán, nhìn chung. Không có nhiều điểm khác biệt so với loại sữa Anlin dành cho người từ 19 đến 50 tuổi, nhưng đây là sản phẩm dành riêng cho phụ nữ và nam giới từ 51 tuổi trở lên nên sẽ có chút khác biệt. Với công thức cải tiến, sữa cung cấp hàm lượng nano canxi cao giúp ngăn ngừa các bệnh lý về xương phổ biến ở người cao tuổi. Ngoài ra, uống sữa thường xuyên còn giúp cơ thể duy trì sức khỏe dẻo dai. Ở giai đoạn từ 51 tuổi trở nên chúng ta cần bổ sung nhiều canxi hơn nữa và đồng thời các dưỡng chất phải trổ nên dễ dàng hấp thụ hơn. Với hàm lượng chuẩn canxi trong 2 ly sữa Anlin mỗi ngày, cơ thể sẽ được cung cấp đầy đủ canxi, giúp xương cứng cáp và khỏe mạnh hơn. Sữa Anlin với công thức Bonmax giúp người lớn tuổi tăng cường khả năng hấp thụ canxi của xương cho xương chắc khỏe mỗi ngày. Hoàn toàn có thể thư thái vận động và dẻo dai mà không sợ bị chứng đau nhức xương khớp làm phiền, mang đến một tinh thần trẻ trung và sức khỏe dồi dào. Giá sữa Anlin trên thị trường, sữa Anlin Go Mốc Pro hương vani ít béo trên 50 có giá 335.000 đồng, sữa Anlin Go Mốc Pro hương vani 800g 19 đến 50 có giá 310.000 đồng, sữa Anlin Go hộp giấy 440g, 19 đến 50 có giá 185.000 đồng, sữa Anlin Vani ít béo 440g, 19 đến 50 có giá 140.000 đồng, sữa Anlin Tùng 48 hộp giấy 180ml có giá chỉ khoảng 450.000 đồng, link mua sản phẩm mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé, đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.